Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Và bây giờ đã đến lúc là dành cho người đàn ông vào bếp. Và hôm nay thì Dũng thấy là có một đầu bếp cũng rất là quen mặt với quý vị và các bạn đây. Và chắc chắn là anh sẽ gửi đến chúng ta món ăn Dũng nghĩ rất là hấp dẫn. Chào anh Thông. Chào Dũng. Chào quý vị khán giả của chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay. Hôm nay anh với Dũng sẽ lai rai với cái món rất đặc trưng Nam Bộ. Đó là món gỏi mắm. Thành phần chính của nó là 200g mắm cá linh đã được gỡ xương, một con mực 200g và 200g tôm đất. Các món rau để mình trộn kèm thì có rau nhút, cái cà rốt thì chúng ta thái sợi và ngâm sơ qua cái giấm đường, một trái xài xanh, ớt và cái rau húng cây và húng lủi. Ngoài ra cái gia vị đi kèm để chúng ta trộn mắm thì sẽ có chanh, thính, sả, ớt và tỏi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc ha. Cho vào một muỗng hạt nêm từ nấm và rong biển, cho vào chỉ trụng sơ thôi ha, để nó giữ màu xanh và độ giòn. Dạ. Chúng ta phải ngâm qua bến nước lạnh để cho cái rau nó được xanh. Rồi. Rồi, bước tiếp theo là cái gì đây anh? Chúng ta sẽ cho tất cả các thành phần vào chung. Dũng giúp anh trộn đều lên. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Ít rau húng cây, húng lủi. Rau húng cây và húng lủi. Nhớ đúng chưa, một ít lại để chút xíu chúng ta rắc lên mặt nha. Dạ. Chờ làm tí. Tỏi và ớt thì giã, giã nhuyễn như thế này. Dạ. Sau đó chúng ta sẽ cho cái phần mắm mà đã gỡ xương vào. Vào tô. Sẽ ướp vào. À dạ. Và chanh. Xả ớt và tỏi vào. Xả ớt. Dũng làm cái đó thì anh sẽ thái cái phần mực này để chúng ta trộn gỏi. Dạ. Cái món này nếu mà nói về đặc trưng gốc của nó là nó ở tỉnh nào vậy anh Thông? Đúng ra thì món mắm này thì ở miền Tây thì nó phổ biến lắm. Yeah. Những cái vùng mà nổi tiếng ở miền Tây có mắm là Châu Đốc nè. Châu Đốc. Sóc Trăng, Bạc Liêu. Đồng Tháp nữa anh hả? Đúng rồi. Bây giờ nước sôi rồi thì anh sẽ cho cái phần mực và cái tôm này vào luộc nha. Cho Dũng hỏi luôn, tại sao anh không dùng tôm sú hay là tôm càng cũng được, nhưng mà anh lại dùng tôm thẻ vậy, tôm bạc đất anh? Tôm bạc đất hoặc là tôm thẻ thì nó rất là ngọt và thịt nó mềm, nó giòn. Đây, giờ chín rồi đúng không? Giờ Dũng sẽ giới ra phụ anh. Phần tôm chín thì chúng ta sẽ bóc vỏ. Bóc vỏ, chờ đưa lại nha Dũng nha. Dạ. Như thế này đây. Rồi. Rồi bây giờ anh sẽ cho nó cái phần tôm mực nó vào chung luôn. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần mắm vào. Mắm vào. Thực ra anh không biết không, đối với Dũng thì mắm cá linh á và tất cả những nguyên liệu này không có xa lại, nhưng mà chưa bao giờ ăn cái món gỏi mắm này. Rồi. Đây là Dũng trộn đều nha. Đây đây. Và chúng ta không cần phải làm gì nữa anh hả? Đây. Bước tiếp theo. Một ít thính vào nha. Một ít thính vào. Dũng trộn đều lên. Và trộn đều lên. Anh sẽ đi chuẩn bị cái dĩa. Rồi. Đó, anh sẽ cho ra dĩa làm sao cho nó đẹp mắt đúng không anh? Rồi. Rồi. Quý vị và các bạn biết không, thực ra thì với cái món gỏi mắm như thế này thì chúng ta đi về miền Tây thực ra thì kiếm cũng hơi khó, tại vì hầu như là rất là ít những nhà hàng họ làm những cái món ăn như thế này. Tại vì không hiểu tại sao họ không làm. Nhưng mà Dũng thấy là nếu mà chúng ta không cần phải đi miền Tây, chúng ta ngày hôm nay thôi, chúng ta vào bếp sống mới thì chúng ta sẽ học được cái món gỏi mắm. Nhưng mà với điều kiện là quý vị và các bạn phải thích ăn mắm nha. Tại vì cái mùi mắm thì chúng ta cũng biết rồi, nó rất là đặc trưng. Mà chúng ta thích rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái mùi này. Đúng không anh Thông? Thực ra thì khi mà chúng ta về miền Tây thì vô nhà hàng thì kêu cái món gỏi mắm thì hầu như là họ không ai, nó không có, chỉ có lẩu mắm thôi. Đúng rồi Dũng. Dạ. Và rắc thêm một ít rau rau thơm. Rau thơm. Một tí ớt. Rồi, món ăn của chúng ta đã xong. Dạ. Thôi, cái món gỏi vừa hoàn chỉnh xong rất là đẹp và rất phải nói là hấp dẫn cực kỳ luôn. Anh Thông nè, với cái món ăn chơi ở miền Tây thì người ta chỉ làm mắm nè, với rau nhút và xoài rồi thêm một số rau thơm nữa thôi. Nhưng mà khi mà du nhập vào Sài Gòn thì nó trở thành món ăn chơi ở Sài Gòn là nó có thêm tôm, nhưng mà cho nó thêm nó phần đúng phong rồi. Phú.
Bởi vậy cho nên đó là khác với nhau, và cái sự biến tấu của người Sài Gòn thì lúc nào cũng phong phú. Cho nên gốc thì cái món gỏi mắm thì không có tôm mực. Nhưng mà về tới Sài Gòn thì cái ẩm thực Sài Gòn